Con sên này nó bị bầy kiến lửa bắt được rồi, bây giờ không biết chạy đường nào cho thoát khỏi cái bầy kiến lửa này. Nhưng một điều không ngờ, nó lại tiết ra một cái chất dịch như ở cái tập trước Quy có nói rồi á. Ngoài cái việc đánh lừa những cái con vật mà muốn tấn công nó, thì cái chất dịch này nè nó còn một cái tác dụng nữa. Mấy con kiến nào á mà nó cắn phải hoặc có đụng phải thì nó sẽ bị dính lại, và có thể mấy con kiến lửa này sẽ bị chết luôn. Kiến lửa được cho là sát thủ số 1, nhưng hôm nay lại gặp phải đối thủ rồi. Bởi vậy đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá sai lầm đối thủ.